Hello mọi người, thì mình đang ở Thái Lan và đang trong một cái cửa hàng bán chuyên về camera ha. Thì như mọi người cũng biết là GoPro nó mới ra mắt cái dòng sản phẩm GoPro 11. Rồi thì bữa nay mình sẽ unbox cái GoPro 11 này nha các bạn, để so sánh xem với cái GoPro chính của mình nè có thay đổi gì không. Thì đáng lý là mình phải so sánh với lại cái GoPro 10 ha, nhưng mà mình đã mua 9 rồi, cái lên 10 nó cũng không có cải thiện được bao nhiêu, nên bữa nay là 11 mình sẽ mua cái 11 luôn. Giờ mình unbox nó đây. Trời, cầm cái hộp nè. Thích quá à, lâu lắm rồi mới unbox một cái máy mới luôn á. Này, xé siêu. Xin phép mọi người được xé siêu nha. Thì so với lại cái GoPro 10 với lại GoPro 9 á, thì mình thấy cái hộp nó cũng y chang, không có khác gì nhiều. Thì ở bên này mình có những cái thông số mới. Đây, thông số mới ha. Chụp hình 27 megapixel nè. Rồi quay lên được tới 5K. 5.3K rồi 60 frame. Đó, một cái nói chung là quay rất là dữ dằn luôn ha. Rồi chống nước lên tới 10 mét nha mọi người. Rồi có thể điều khiển bằng giọng nói nè. Low motion nhân 8. Rồi time warp 3 chấm. Còn gì mới nữa không ta? Và như con chip nó được cải thiện nha. Cải thiện hơn nè. Đặc biệt là có super photo nha. Đợt cái con GoPro 11 này thì cái góc của nó sẽ rộng hơn nữa. Để nó hồi mình mở ra mình so sánh với lại của con GoPro 9 xem như thế nào. Rồi đây, nãy mình nhìn cái bìa mình không nhận ra đó là 11 luôn các bạn. Bình thường ở đây nó sẽ có ghi cái số 11 nè, mà ở đây nhìn là nó hơi lạ luôn á, nên mình cứ nhìn hoài không biết là phải đúng 11 hay không luôn. Và thêm một phần mới ở đây nữa nè, đợt này thì nó sử dụng có loại pin mới, nghe nói cái pin này nó sẽ ít nóng và nó hoạt động lâu hơn. Rồi bây giờ mình sẽ unbox nó đây. Mình đang ở Thái Lan nha mọi người. Xíu nữa mình sẽ tiết lộ giá. Tại đây. Lâu quá không có inbox cái. Nó lỏng cộng ghê luôn. Đã quá à, cái nổi da gà luôn á. Cảm giác mở cái đồ mới nó nổi da gà luôn mọi người. Đây. Hộp ha. Rồi. Thì cái hộp này nó cũng không có khác gì GoPro 9 với GoPro 10 luôn nha. Nó là dạng vải, dạng vải bên ngoài và rất là dày, chắc tay. Kiểu là cũng sang trọng á. Mình thấy rất là thích cái hộp này. Thích cái hộp này hơn hồi xưa rất là nhiều luôn. Hồi xưa là cho một cái miếng nhựa á, nhìn nó xấu dễ sợ luôn. Bây giờ mở cho mọi người. Thơm. Tiền tiên. Đây, GoPro 11 nha. Bữa nay là ngày 18 tháng 9. Thì mình không biết ở Việt Nam bán chưa, nhưng mà mình thấy chưa có ai review hết, chưa có ai unboxing gì hết ha. Bây giờ mình unbox đi. Thì cũng như là những cái loại trước thì nó sẽ cho những cái miếng này dán lên trên cái nón bảo hiểm nè. Rồi cái đồ để chốt vô. Dây sạc. Đây, cục pin mới nè mọi người. Hơi cứng nha. Rồi, pin mới ha. Đây, nó khác với lại cục pin cũ nè. Nhưng mà về kích thước thì mình thấy cũng y chang, không có khác gì hết, chỉ khác là cái màu thôi. Cái màu này của cục pin cũ là màu xanh. Rồi, cái đồ móc GoPro vô. Ở trên này thì cũng có sách hướng dẫn ha, đầy đủ. Và ngoài ra mình thấy kèm theo một cái này là giấy bảo hành. Đây, tiếng Thái không ha. Tôi nói không biết bảo hành thì qua đây phải bảo hành, qua đây luôn đó. Ok, mà hôm sau GoPro thì chất lượng nó rất là tốt rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta nè. Mở cái giấy này ra. Đây. Lộng cộng quá. Yes. Rồi. Đây, GoPro 11 nha mọi người. Ôi, đây còn nguyên siêu đồ ha, đó. Đây, siêu đồ ha. Xé nè. Rồi,
mặt sau ha. Mặt sau thì nó có vẻ hơi cứng nhỉ. Rồi đây. Đã. Cảm giác inbox một cái đồ mới thật là đã. Thì cũng giống như Google 9 là cái lens này mở ra được nè. Hơi cứng nha mọi người. Cứng quá. Hồi cứng quá mà không mở ra. Để tính sao đi nha. Cứng quá. Rồi. Bên đây là nút khởi động, nút nguồn. Trên đây là bấm khởi động nhanh. À, rồi lắp pin vô. Này cũng mở pin giống như Google 9 luôn. Này ha. Lắp pin vô. Đấy. Và bên này là có khe cắm thẻ nhớ, này là khe cắm sạc. À ha. Đây. Trên tay mình cũng có con Google 9 luôn nè. À, cái này xài cũng mấy năm rồi nè mọi người. Mình dán thì y chang ha. Đó. Bên đây thì nó Google 11 là màu xanh, Google 9 chữ trắng. Rồi, nhìn chung là cũng không có khác gì hết. Đó, về kích thước, về hình dáng, về cái móc. Đó. Không có khác gì nha. Đó, nút bấm nguồn cũng bên đây. À, ok chưa? Rồi, về cái mặt trong nè, cái mặt màn hình nè, cũng không khác gì nhau luôn, cũng y chang. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng khởi động xem coi cái tốc độ khởi động của máy nào nó sẽ nhanh nha. À, này bấm nút nguồn nhanh đi. Có vẻ hơi chậm, có vẻ là do máy này mình chưa có setup nữa nên nó hơi chậm nha mọi người. Thì đó, đây là sơ lược về cái máy Google 11 nha. Bữa nay là cái video unboxing thôi. Để bữa nào mình rảnh mình sẽ review kỹ hơn cái Google 11 này và so sánh với lại cái Google 9 nha. Còn bây giờ mình sẽ phải setup lại thì nó mất thời gian quá nha các bạn. Ok, thì đây là video unboxing cái Google 11. Giá bán tại Thái Lan là 18.500 bạc, tương đương với tiền Việt Nam là 12.250.000 đó các bạn. Và khi mua ở Thái Lan thì mình còn được tax refund 5% nữa. Thì tính ra cái máy này mình mua là 11.700.000 thôi. Khá là rẻ luôn. Thì cái giá mình thấy ở trên website Việt Nam là khoảng tầm 14 triệu rồi, 13.990.000. Có nghĩa là 14 triệu rồi. Thì nó mắc hơn của đâu đó cũng phải 2 triệu. Ok, thì nếu mà bạn nào có dịp đi Thái Lan hoặc là cái nước láng giềng như mình như là Singapore hay Mã Lai gì đó, có thể tìm mua cái loại Google 11 này ở bên đây ha. Bên đây có hàng sẵn luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi chơi Thái Lan đây. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo nha. Nếu mà thấy video hữu ích thì nhớ cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp những cái video tiếp theo của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.